Trời ơi, hôm qua tôi coi video của tôi á, các bạn coi video cho tôi quá trời luôn, coi video Jimmy cũng quá trời luôn. Nhưng tôi chật nhận ra là số người coi video của tôi mà không đăng ký cho kênh của tôi nhiều cũng quá trời, không kém luôn. Chỉ có tầm khoảng gọi là 30% người coi video của tôi đăng ký thôi, còn lại các bạn là không đăng ký không à. Nên là bạn nào mà lỡ ghé qua video này rồi thì các bạn hương tình các bạn để lại một cái nút đăng ký cho cô và like cho cái video này nha. Ok, và luôn mình xin chào tất cả các bạn nghe anh em đã quen, sau bây giờ mình quen. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sido Official, vẫn là tôi từ đây. Ok anh em ạ, thì ngày hôm nay là vẫn như hàng ngày thôi, mình vừa mới sáng sớm dậy là mình đã phải leo lên máy tính để mình check anh em ạ. Anh em mình check vô mình đọc comment của các bạn á, mình đọc bình luận của các bạn quá trời luôn đó. Wow. Nên là bạn nào mỗi những cái thử thách gì hoặc là những cái câu hỏi gì á thì các bạn hãy để lại dưới phần bình luận cho Ru biết nha, để là Ru hãy làm ra những cái video là thử thách cho các bạn coi hoặc là những cái video bắt buộc kể chuyện đâu á đó. Thì nói chung là ngày hôm nay là mình đã gọi là check xong ở nhà rồi, bây giờ mình lại phải lên gaming house anh em ạ. Một ngày của tôi thì nó chỉ đơn giản như thế thôi, ở nhà sau đó ngủ dậy thôi, lại lên gaming house và lên game. Ủa nàng nào nhìn quen quá ta. Này là nó có gọi là mắt màu xanh, mắt màu đỏ, tóc đỏ, tóc. Trời ơi, của anh, trời ơi, anh của em, từ lâu rồi mới gặp anh của em. Trời đâu là, ủa má đâu, trời, xin chào, ủa má có lên không, má có lên không? Má đâu rồi? Mẹ đi rồi, mẹ đi mất tiêu rồi. Ủa mẹ đâu mà tự nhiên gửi mẹ đây? Trời ơi, em nói anh nghe nè, mấy tháng trời á anh không chịu về nhà cho nên á là mẹ mệt mỏi quá cái mẹ dẫn em lên đây á, rồi đi ngang qua đây cái mẹ em để đây luôn, rồi sau đó bây giờ mẹ đi công tác qua Mỹ rồi. Em đi công tác qua Mỹ tức là em ở đây mấy ngày? À không biết hả? Không biết chỗ trời ơi. Thôi thôi nói chung là vô đây chơi. Trời ơi hôm nay chắc anh xin anh nghỉ làm chơi luôn. Ôi ơi chơi anh xin nghỉ làm bữa vô đây vô đây vô đây cái này là mua. Wow. Ở nói chung là hiện tại là nó chưa bánh kẹo hết đó. Nói chung ngồi đây coi TV đi. Hồi nhỏ nó coi siêu nhân luôn đúng không? Coi siêu nhân anh bật siêu đúng nhân. Đúng rồi, nhà siêu nhân là wow, trời ơi, nhà anh go quá trời, thiệt tình đấy. Mấy năm nay anh làm ăn chắc phát đạt lắm. Sao anh mua nhiều đồ chơi, mua nhà đồ đẹp quá anh go. Phát đạt đâu trời, tính là ai lương tháng 7-8 triệu. Ủa nhà anh có đồ chơi không? Nhà có đồ chơi không? Coi chứ, coi chứ, hoài. Wow, trời có đồ chơi đâu. Hỏi đồ chơi đâu? Ủa em hỏi đồ chơi đâu, có phải rồi hỏi chỗ nào để chơi đâu? Thì đồ chơi nè, cái tivi đồ chơi nè. Quay dài chán quá, em nói anh cô nghe nè, bây giờ 100 tập siêu nhân, 100 series zombie, zombie siêu nhân vậy em cày hết trơn rồi, giờ em muốn đồ chơi thôi. Bây giờ nhà anh thì là không có đồ chơi rồi, thôi bây giờ vậy đi. Hồi nhỏ là anh gọi là ông hay ngồi kể chuyện cho em nghe vậy nè, giờ em có muốn gọi là nghe chuyện nữa không? Anh kể chuyện, anh kể. Wow. Được á anh cô, em muốn nghe anh cô kể chuyện quá à. Trời ơi, hôm nay để coi mình kể chuyện gì ta. À, em có biết gọi là những câu chuyện về những tên ác quỷ không? Ác quỷ? Ác quỷ là mấy cái ông mà người xấu đúng không? Đúng rồi, là những cái con người xấu á. Nhưng mà em biết gọi là trước khi biến thành người xấu thì quá khứ người ta như thế nào không? Em biết đâu, em không biết đâu, em chỉ biết ác quỷ là người xấu thôi, thiên thần mới là người tốt. Hey, thật ra là câu chuyện về những tên ác quỷ không phải lúc nào tụi nó cũng là người xấu, mà tụi nó sẽ có một cái biến cố ở trong cuộc đời của tụi nó để tụi nó bước ngoặt trở thành một con ác quỷ trật thụ và xấu xa. Ngày hôm nay anh sẽ kể cho em nghe về một câu chuyện về một tên ác quỷ mà có một cái số phận gọi là hẩm hiu mà nó buồn như con chuồn vậy á. Wow, tụi nghe hấp dẫn quá anh go kể em nghe anh go. Câu chuyện là ngày xưa tại một vùng đất xa xôi nọ, trên vùng đất này có một vương quốc cực kỳ thịnh vượng, bởi vì người dân ở đây cực kỳ chăm chỉ làm ăn. Các bạn có thể bắt gặp hình ảnh người dân buôn bán trao đổi hàng hóa cực kỳ nhộn nhịp ngay tại vương quốc này. Nhưng mà cái khung cảnh này nó có hơi ít dân một tí thì mọi người thông cảm. Tại vì video của chúng ta là video kinh phí thấp, nên là mướn cameo với cả là mướn những cái diễn viên quần chúng nhiều không có được đó mấy anh hai. Nên là chỉ có thể mướn được nhiều đây người thôi, tiền trả cách xe nó hơi nhiều lắm hả. Nên là anh em thông cảm nha. Nếu nói vương quốc này giàu thứ hai thì không có vương quốc nào giàu thứ nhất luôn. Bởi vì tất cả người dân trong vương quốc này đều ấm no và đều có thể trang trải cho cuộc sống của mình một cách đầy đủ. Và đồng thời, vương quốc này cực kỳ may mắn khi có một vị vua anh minh và luôn thương dân chúng của mình. Nhưng đó chỉ là những bề mặt nổi của vương quốc này mà thôi. Bởi vì ở đâu đó sâu trong những con hẻm vẫn còn những hoàn cảnh cực kỳ bất hạnh. Và cậu bé này là nhân vật chính ở trong câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta.
Cô ta sinh ra với một đôi cánh màu đen ở trên lưng và một cặp sừng ở trên đầu. Chính vì lý do đó mà bố mẹ cậu ta đã gọi cậu ta là quái vật và đã bỏ rơi cậu ấy. Khác với thiên thần, cậu ta luôn bị mọi người xa lánh, hàng xóm láng giềng xung quanh luôn ghê tởm cậu ta, bởi vì cậu ta trông giống như một con ác ma và mọi người đã đặt cậu ta với một cái tên là ác quỷ. Ngon 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 quá ngon quá. Trời mèo, mày nhìn gì mèo, ăn không? Ăn không cho ăn à? Đó cho mày ăn á, cho ăn no rồi. Ui, có hai chiếc bánh mì đây nè. Ui. Ê mèo ơi. Mèo ơi, cho tao xin lại bánh mì đi. Tao nghĩ lại rồi, tao bị đói lại rồi. Nên thôi mày không cho mày ăn đâu, tao đi vậy. Bye bye mèo. Cậu ta không có nhà, không có bạn bè và không có người thân. Nhà của cậu ta là ở trên đường phố, và bạn bè của cậu ta là những con vật mà cậu ta gặp được. Cậu ta thường hay lui đến những quán ăn và lượm nhặt những đồ còn thừa của người khác để lại. Nhờ thế mà cậu ta có thể sống sót được đến tận bây giờ. À, mẹ ơi, con đi chơi nha. Hey, được rồi con, đi chơi đi nha. Nhưng mà nhớ là chiều nay ấy, phải về sớm để con ăn cơm đó nha con trai. Dạ, con biết rồi. Thưa mẹ con đi chơi. Thôi, cẩn thận nha con trai. Cẩn thận con đi nha. Chơi nha. Trời đất ơi, bà ơi. Không ngờ là ông trời đã ban cho chúng ta một cậu con trai là thiên thần mà lại còn ngoan ngoãn nữa. Đời tôi không còn gì phải hối tiếc nữa rồi. Mẹ bây giờ lớn nhanh quá. Thôi được rồi, bây giờ bà vô nhà nấu ăn đi. Tôi bây giờ chuẩn bị đánh giày á, rồi xớt ra cái sạp để còn đi làm nữa. Nhớ về sớm ăn cơm nha. Được rồi. Và cậu bé trắng từ đầu đến chân này chính là thiên thần đáng quý của chúng ta. Cậu ta được sinh ra trong một gia đình nghèo và được công chúa giúp đỡ. Và cậu ta được rất nhiều người yêu quý, từ quốc vương cho đến công chúa, hàng xóm xung quanh và ba mẹ cậu ta. Nếu các bạn muốn nghe câu chuyện của cậu ta thì hãy xem lại video Nếu Thiên Thần Có Cuộc Sống Trong Minecraft Từ Một Tuổi Đến Mất của Siro nha. Dạ, con cảm ơn bà ba hả? Wow, trời bà ba hôm nay vui đời quá. Dạ, con chào công chúa. Ủa, thiên thần hôm nay con đang đi đâu vậy? Hôm nay ba mẹ cho con ra ngoài đi chơi. À, nhớ là đi chơi cẩn thận nha. Mà ba mẹ con hôm nay có nhà không? Cho cô cần gặp cô ba mẹ con một xíu. Dạ có, nhưng mà hình như là ba con đi ra cái quầy bán hàng để bán đồ rồi, còn mẹ con ở nhà công chúa. Ok, thế thì bây giờ cô sẽ đi về gặp mẹ con nha. Cảm ơn con nhiều. Con nhớ dạ. Đi chơi ạ. Chờ xíu. Con rất là ngoan á, nên là hôm nay cô sẽ cho con một viên kim cương. Wow. Nhớ là một kẹo ăn nha. Dạ, con cảm ơn công chúa. Rồi, tạm biệt con nha. Cô dạ, đi đây. Tạm biệt công chúa. Cậu ra đây được rồi đó. Không cần phải cứ lập lò đứng đấy nữa đâu. Cậu thấy tôi nãy giờ hả? Trời, tôi cảm nhận được cậu mà. Nhưng mà cậu ở đâu tới vậy? Sao nhìn cậu giống tôi quá vậy? Tôi với cậu đâu có giống nhau đâu. Cậu nhìn cậu kìa, cậu màu trắng còn tôi màu đen. Với lại cậu được mọi người yêu quý, đâu có giống tôi đâu. Trời ơi, không, ý tôi là cậu có cái cảnh giống tôi nè. Đó, rồi cậu cũng có gọi là nửa gương mặt giống tôi nè. Trời ơi, tính ra nha, nếu mà tôi đi qua bên đây á là tụi mình giống y chang nhau luôn, thấy không? Cậu nói tôi cũng thấy giống á. Nhưng mà tôi nghĩ là cậu không nên chơi với tôi đâu. Sao lại không nên chơi với cậu? Tại vì tôi bị mọi người gọi ác quỷ á, mọi người ghét tôi lắm. Hay thôi, mọi người ghét cậu gì mà ghét chứ. Bây giờ nè, cậu á từ nay chính thức là bạn của tôi. Tôi nói vậy á, còn cậu chịu không chịu thì cậu cũng phải chịu à. Bây giờ á, để tôi dẫn cậu đi chơi chỗ này vui lắm. Chỗ nào? Tôi không đi đâu. Không, cậu phải đi. Bây giờ cậu phải đi. Bây giờ cậu có đi không? Thôi, tôi không đi đâu. Nè, cậu đi đi, tôi cho cậu cái này nè. Đó. Ủa cái này là một kim cương lận mà, nhiều lắm á, sao cậu cho tôi vậy? Trời ơi,
Kim cương này hả? Ở nhà tôi đâu có cần xài kim cương nhiều đâu. Tại vì tôi chỉ thích ăn cơm mẹ nấu thôi à. Tôi không ăn mấy chuyện đặt mặt linh tinh đâu. Tôi thấy cậu à, mấy bữa nay cậu cứ lượn lờ ở ngoài đường không mà. Chắc tôi nghĩ cậu không có nhà đâu. Nên là cậu cứ cầm cái kim cương này đi. Cậu mua cái gì ăn đót bụng đi. Xong rồi tôi dẫn cậu về nhà của tôi. Để cậu ở trong nhà của tôi, chịu không? Wow. Ôi, vậy ngại lắm. Vô nhà cậu rồi, còn ba mẹ cậu thì sao? Không sao, để tôi xin ba mẹ tôi cho. Ba mẹ tôi người tốt lắm. Chắc thấy cậu khó khăn thì ba mẹ tôi cũng giúp mà. Thiệt không? Thiệt, giờ cậu đi theo tôi đi. Và đó là cách mà thiên thần gặp ác quỷ. Hai người vừa gặp nhau đã tìm thấy sự tương đồng của nhau và đã kết bạn rất nhanh chóng. Và đó cũng là lần đầu tiên ác quỷ cảm nhận được tình bạn là như thế nào. Lần đầu tiên có người đối xử tốt với cậu ta. Lần đầu tiên có người cho cậu ta thức ăn. Và lần đầu tiên có người cho cậu ta nơi ở. Cậu ta đã cảm động ngay từ những phút giây đầu tiên. Và cứ ngỡ rằng tình bạn này sẽ không bao giờ mai một. Và đúng thật là như vậy. Tình bạn của họ càng ngày càng khăng khít hơn kể từ lúc thiên thần dẫn cậu ta về nhà. Ba! Ông ơi! Có trộm! Nhà có trộm! Hả? Có chuyện gì? Có chuyện gì ba? Có chuyện gì vậy? Ông ơi! Nhà mình có trộm! Trộm? Đâu? Nó đâu? Sao lưng của ông kìa? Sao lưng? Ôi! Thằng nào? Mày đi ra ngoài đi lên! Đi ra ngoài! Nếu không một tí nữa tao sẽ báo lên công chúa với lại già vua. Mày đi ra ngoài đi lên! Trời ơi! Có gì mờ màu trong nhà mình dữ vậy ba mẹ? Ủa con trai! Ba mẹ đang đuổi cái tên trộm này nè! Ủa ác quỷ! Trời ơi! Cậu làm gì vậy? Trời ba mẹ ơi! Cái này không phải ăn trộm đâu! Trời ơi! Con mới dẫn bằng này về nhà, con đang đi kiếm ba mẹ, con định xin ba mẹ với trời, nói với ba mẹ nghe nè! Cái gì? Dẫn bạn này về nhà Hey. Trời đất ơi, thì ra là vậy. Vậy mà hồi nãy giờ ba mẹ cứ tưởng nó là trộm không mà. Thôi được rồi, xin lỗi con nha. Con ơi, ủa mà cậu ta tên là gì con trai? Cậu ta tên là ác quỷ. Hả? Ác quỷ? Thật ra cái tên này cũng không phải là cậu ta thích như thế đâu ba mẹ ơi. Ba mẹ nhìn cậu ta này, cậu ta y chang con luôn. Ba mẹ nhìn nha, cậu ta có cái cánh nè, nhưng mà màu đen. Với cả là cậu ta có cặp sừng ở trên đầu nữa. Nên là ba mẹ cậu ta bỏ rơi cậu ta tại vì nghĩ cậu ta là quái vật á. Với cả mọi người xung quanh đối xử với cậu ta tệ lắm. Mọi người đều cứ cậu ta bằng ác quỷ không à. Nên là con định gọi là xin ba mẹ cho cậu ta đây được không? Ở đây sao? Dạ, mình đi mà. Đi. Ba ông ơi. Tôi nghĩ là bây giờ chắc là mình cũng nên chiều con một tí vậy. Thôi được rồi. Dù sao á thì chú cũng xin lỗi bởi vì hồi nãy á chưa nghe hoàn cảnh của con mà chú lại bảo con là tên cướp rồi. Thôi bây giờ á là cô với chú á quyết định là sẽ để cho con ở lại đây một vài ngày hoặc cũng có thể là một vài tuần. Nếu như mà con cảm giác hợp hoặc là thích á thì con có thể ở đây luôn cũng được. Và trở thành một thành viên mới của gia đình luôn. Dạ con cảm ơn cô chú. Thật ra thì con cũng quen cái bị người ta gọi là như thế này rồi. Nên là không sao. Được rồi, không có sao hết trơn đó. Ở đây á, là có cô chú nè. Cô chú sẽ chăm lo cho con. Rồi có thiên thần nữa. Thiên thần nó sẽ chơi với con rồi làm bạn với con nữa. Trời ơi, thấy chưa ác quỷ, tôi nói với ông rồi, ba mẹ của tôi tốt lắm á. Và từ nay á, tôi có thể là chơi với ông thoải mái rồi nè. Và đó là lần đầu tiên mà ác quỷ được mọi người xung quanh đón nhận. Và cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình thương của gia đình là như thế nào. Cậu ta vui và rất hạnh phúc. Và cũng là lần đầu tiên trong đời cậu ta cảm giác muốn được cười một cách thỏa mãn giống như bây giờ. Ba mẹ ơi, con đi chơi nha. Được rồi, hai con trai của ta. Nè, thiên thần, ba nói con nghe nè. Nhớ dẫn bạn ác quỷ đi chơi chỗ nào vui vui tới nha. Và đừng quên, chiều nay về nhà sớm để con ăn tối đó. Dạ, con biết rồi. Để con dẫn bạn ác quỷ đi chỗ nào nó vui vui một chút. Nè, ác quỷ ơi, bây giờ bạn đi theo tôi nè. Tôi dẫn bạn đi tới chỗ chơi vui lắm. Thì cậu dẫn đi tôi đi. Hai đứa con đi chơi vui nha. Dạ, con biết rồi. Ê, tôi nói bà nghe nè. Ông trời đã cho chúng ta một cậu thiên thần, mà bây giờ lại cho chúng ta thêm một cậu bé khấu khỉnh nữa. Đời tôi vui quá bà ơi. Tôi cũng vậy nữa. Thôi bây giờ bà đi làm việc đi. Bây giờ chắc là tôi phải đi ra sạp để còn đóng cửa hàng lại rồi đi về lên cung điện để làm việc cho công chúa.
À hôm nay nhớ về sớm nha, bởi vì hôm nay gọi là tôi còn nấu ăn ngon cho hai con với ông á, nhớ biết nha. Biết rồi, biết rồi. Và ngày tháng cứ trôi qua êm đềm như thế, thiên thần và ác quỷ càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Họ xem nhau như anh em ruột ở trong nhà vậy. Thiên thần dạy bảo ác quỷ nhiều thứ, và ác quỷ thì cũng cảm nhận được tình thương của thiên thần cũng như là cha mẹ và mọi người xung quanh. Ác quỷ kể từ đó đã hướng theo một con đường thiện lương, và cậu ta thề rằng sẽ bảo vệ thiên thần. Nếu như có ai động đến thiên thần thì cậu ta chắc chắn sẽ đuổi cùng diệt tận người đó. Và chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Niềm vui thì rất mau, còn nỗi buồn thì lại chóng đến. Và đó là một ngày mưa gió bão bùng, sấm chớp đùng đùng. Hai cậu bé thiên thần và ác quỷ của chúng ta vì mãi chơi nên đã bị mắc mưa và phải chạy vội về nhà. Ác quỷ ơi, trời ơi, ác quỷ ơi, đi nhanh lên. Ác quỷ ơi, trời, nhanh lên. Về nhà ba la chết. Thì đi nè, nhanh lên, cậu còn đứng nói chuyện nữa chứ còn mắc mưa. Nhanh lên. Đêm đó, hai cậu bé đã không quay về. Và bố mẹ của hai cậu... Tất cả tại tôi, trời ơi, con của tôi. Tại sao tôi lại không ngăn cản tôi chứ? Tại sao tôi là người mẹ, tôi không có trách nhiệm gì với mấy đứa con tôi hết trơn á. Không phải là do bà đâu, mà là do tôi. Tại sao? Tại sao tôi lại đồng ý cho hai đứa trẻ đi chơi chứ? Trời ơi, tại sao tôi lại ngu dốt như vậy? Trời ơi, là sao đây, con ơi của tôi. Thôi, được rồi. Bây giờ lỗi á, không phải là do ai đâu. Bây giờ mọi chuyện á, nó đã như vậy rồi. Mà bây giờ chúng ta cứ đứng khóc như thế này cũng không giải quyết được vấn đề gì nữa. Bây giờ tôi nghĩ có một cách, đó chính là tôi sẽ nhờ công chúa và nhờ những người dân ở trong làng của chúng ta cùng nhau đồng lòng để đi kiếm hai đứa con của mình. Dù nó đã mất tích 4 ngày rồi. Giờ nó mất tích 4 ngày trời rồi, làm sao kiếm được nó hả trời? Ông nghĩ đi 4 ngày tụi nó sẽ đi đâu chứ? Trời thôi ơi. Được rồi, tôi nghĩ á, bà đừng có lo nhiều quá. Tại vì á, tôi biết á, là tụi nó chắc chắn là chỉ đâu đi đâu đó trong cái ngôi làng này thôi, chứ chưa có đi xa được đâu. Thôi được rồi, bây giờ bà á, tốt nhất là cứ ở nhà nghỉ ngơi, dọn nhà, lau nhà, nấu đồ ăn, và sau đó chỉ cần chờ tung tích của tôi và những người dân ở trong làng thôi. Nhất định tôi sẽ đem con trai về cho bà. Bà chịu không? Vậy cũng được. Thôi được rồi, không, bây giờ bà cứ ở nhà đi. Bây giờ tôi sẽ lên cung điện để gọi cho công chúa, để nhờ sự giúp đỡ của công chúa vậy. Giọt nước mắt đã lăn dài trên má của người mẹ, và tất cả mọi người xung quanh vương quốc này đều đang xôn xao bàn tán và đang khẩn trương truy tìm hai cậu bé. Họ không biết được rằng hai cậu bé ấy đã lạc vào trong đường hầm thời gian và xuyên không đến một nhánh thời gian khác. Ơ? Ủa? Sao lại có hai đứa nhóc ở đây vậy? What the? Nè! Hai nhóc ơi! Ôi! Người có tên người bước thì một bước nữa. Là cái cây kiếm này chẳng dẫn cho người ông. Ta có làm gì đâu, ta chỉ hỏi tình hình sức khỏe của hai người thôi mà. Hỏi gì mà hỏi, người đang tới gần định bắt thiên thần đi đúng không? Bây giờ người mình tiến đến một cái nữa. Ta chết đi. Tôi không động thiên thần của ông được chưa, được chưa? Trời ơi, người dữ dằn dữ trời. Và đó là câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa hai cậu nhóc của chúng ta với mèo Simmy. Và câu chuyện như thế nào thì các bạn có thể xem video Một ngày chăm sóc hai em bé thiên thần và ác quỷ của Simmy nha. Còn đây là câu chuyện của tôi nên sẽ không nhắc đến những vấn đề đấy. Hai cậu nhóc của chúng ta đã kẹt lại dòng thời gian này rất lâu và rất lâu, cho đến khi cả hai tìm được đường quay trở lại với gia đình của mình. Nhưng một biến cố đã diễn ra. Chỉ có mỗi thiên thần là quay về đúng với nhánh thời gian và xung vầy cùng với gia đình. Còn ác quỷ thì lại quay trở về trước đó 5.000 năm. Và cậu ta đã phải sống cô độc trong 5.000 năm để chờ đợi thiên thần và mong một ngày có thể gặp lại được gia đình của mình, gặp lại được người anh em, gặp lại được người bạn thân, gặp lại được người mà đã cứu vớt cả cuộc đời của cậu ta. Đó chính là thiên thần.
Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo ý ta muốn. Ác quỷ cuối cùng cũng đã gặp lại được thiên thần, người bạn chí cốt của mình. Nhưng giờ đây, thiên thần đã mất cả gia đình và cậu ta đã thay đổi. Cậu ta không còn là một thiên thần ngây thơ hồn nhiên, là một người bạn luôn luôn yêu quý ác quỷ nữa. Mà cậu ta giờ đây là hiện thân của chính nghĩa tuyệt đối. Và cậu ta xem ác quỷ là cái ác. Cậu ta chỉ nung nấu một suy nghĩ duy nhất ở trong đầu là sẽ tiêu diệt tên ác quỷ. Thì nói đúng hơn là tiêu diệt người bạn chí cốt mà thuở bé cậu ta đã từng rất thân. Còn về phần ác quỷ thì cậu ta vẫn luôn xem thiên thần là người bạn chí cốt của mình, là một người anh em. Và cậu ta luôn lúc nào cũng muốn đưa thiên thần trở lại với đúng với cái bản chất của cậu ta. Nhưng mọi chuyện liệu có suôn sẻ như những gì ác quỷ muốn hay không? Hay thiên thần liệu có quay trở lại với hình dạng của một cậu bé ngây thơ ngày nào hay không? Thì các bạn hãy đón xem những tập sau ở vũ trụ Thiên Thần và Ác Quỷ. Và đồng thời, nếu các bạn muốn đón xem nhiều hơn thì có thể qua bên kênh của các thành viên khác trong Hero Team nha. Còn bây giờ thì... Và đó là câu chuyện về tên ác quỷ của làng Hero Team. Wow, trời ơi, câu chuyện hay quá anh Go ơi. Nhưng mà em thấy tội nghiệp ác quỷ quá à. Tội nghiệp gì mà tội nghiệp. Để anh nói cho em nghe nè. Ác quỷ á, nó có phần tội nghiệp nhưng mà nó cũng có phần đáng trách đó nha. Tại vì á, con người của chúng ta dù rơi vào tuyệt vọng đến mấy thì chúng ta vẫn phải giữ cái tâm lương thiện của mình, không được rơi vào những cái ác và làm những điều xấu với tên ác quỷ. Giống như em vậy đó, em không được cái tên ác quỷ biết không? Trời, em biết rồi mà. Nhưng mà giá như mà ác quỷ á, trở thành một con người lương thiện, à lộn, nếu như ác quỷ không trải qua chuyện đó thì chắc là ác quỷ trở thành người lương thiện rồi. Thôi mà dù sao thì đây cũng là một câu chuyện giả tưởng thôi, nó không có thật, nên là đừng có suy nghĩ nhiều quá về nó. Em chỉ cần biết là sau này á, em không có được làm điều xấu xa là được rồi. Em biết rồi. Ủa này ở ngoài có ác quỷ kìa. Ác quỷ gì trời. Thôi em bắt đầu em tin vô mấy cái câu chuyện này á. Anh nói em biết nha, câu chuyện này nghe mình cho hay cho vui thôi chứ không có tin được, không được tin. Trời ơi, em thấy ác quỷ thiệt mà. Hình em thấy ác quỷ bay ngang qua mà. Ủa đâu rồi ta? Em lì không, bây giờ anh quánh em á. Bây giờ em mới lên. Em bây giờ anh kể chuyện xong rồi lên đi ngủ nha lên. Ui kì á, thấy ác quỷ thiệt mà. Đi ngủ. Và đó là câu chuyện về tên ác quỷ làng Hero Team. Các bạn cảm thấy câu chuyện này như thế nào thì hãy gửi lại đánh giá bên dưới nha. Và cũng đừng quên để lại cho cái video này một like, một share và một subscribe như một comment cho tôi có động lực làm nhiều câu chuyện nó hấp dẫn hơn nha các bạn ơi. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video kể chuyện lần tới.